Xin chào các bạn, giáo dục Hoa Kỳ được xếp vào bậc nhất nhì thế giới bởi các trường đại học danh tiếng. Hệ thống các trường đại học Mỹ đa dạng và đồ sộ với hơn 4.000 trường đại học và cao đẳng. Thì làm sao để chọn cho mình ngôi trường phù hợp với mong muốn của bản thân bây giờ? Thì nếu bạn quan tâm đến các chuyên ngành về quang học laser thì đừng bỏ qua tìm hiểu thông tin về trường University of Central Florida. Với hơn 200 ngành học, các bạn sinh viên có thể tìm thấy hầu hết các ngành học mà mình yêu thích tại trường đại học University of Central Florida như kinh tế, tài chính, marketing, các chuyên ngành như là kỹ sư, dự bị dược, y tá, hàng không, dầu khí, du lịch khách sạn, giáo dục, âm nhạc, nghệ thuật, các chuyên ngành khoa học xã hội và tự nhiên. Thì là một trường đại học uy tín, bậc nhất và có nhiều công trình nghiên cứu khoa học ứng dụng cho cộng đồng xã hội, nên trường University of Central Florida được rất là nhiều tập đoàn, công ty lớn tài trợ. Chính vì vậy mà trường đại học University of Central Florida luôn rất tự hào là đối tác chính của nhiều tập đoàn công ty lớn tại Orlando như là Coca-Cola, NASA, Siemens, Lockheed Martin, Microsoft, Disney, Samsung, v.v. Chính điều này sẽ giúp cho các bạn sinh viên của trường có cơ hội tham gia vào chương trình CBT thực tập có trả lương và OPT được ở lại Hoa Kỳ làm việc chính thức sau khi tốt nghiệp tại các tập đoàn công ty này với thời gian rất là linh hoạt và thuận tiện. Thì được thành lập từ năm 1963 và nằm cách trung tâm thành phố Orlando, bang Florida khoảng 24 km. Thì trường đại học công lập University of Central Florida là đại học lớn thứ hai tại Hoa Kỳ về số lượng sinh viên đang theo học, thì có khoảng là 60.000 sinh viên và xếp hạng 94 tại Mỹ. Trường còn được xếp hạng 170 trên tổng số 4.500 trường đại học và cao đẳng ở Mỹ và thứ 94 trong hệ thống các trường đại học công lập, đồng thời xếp hạng 91 về chuyên ngành máy tính, 46 về chăm sóc sức khỏe và hạng 72 về các chuyên ngành về kỹ sư. Thì nằm ven bờ biển Đại Tây Dương, Orlando là một thành phố xinh đẹp, yên bình và nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng. Gần 500 nhà hàng, 12 trung tâm mua sắm tầm cỡ quốc tế và nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng trên thế giới. Thành phố Orlando còn được biết đến như là thung lũng Silicon của tiểu bang Florida với nhiều công ty tập đoàn nổi tiếng như là Microsoft, NASA, Lockheed Martin, Siemens, v.v. đặt trụ sở chính. Thì đặc biệt, Orlando còn là thành phố có công viên giải trí nổi tiếng Disneyland lớn nhất thế giới. Thời tiết quanh năm thì mát mẻ với nhiệt độ là 22 độ C, là một thành phố thanh bình, xinh đẹp. Orlando được xem là một trong những thành phố lý tưởng để sinh sống, học tập và làm việc ở Mỹ. Thì về cái khuôn viên ký túc xá thì rất là hiện đại và tiện nghi. Thì được đánh giá là một trong những khuôn viên ký túc xá đẹp và tiện nghi nhất ở Mỹ. Cùng với chất lượng dịch vụ hoàn hảo thì các bạn sinh viên sẽ thực sự cảm thấy thoải mái và hạnh phúc như là đang sinh sống trong chính ngôi nhà thân yêu của mình. Thì có nhiều khuôn viên ký túc xá ở các vị trí khác nhau cho sinh viên lựa chọn. Mỗi vị trí sẽ cho bạn trải nghiệm một góc nhìn thú vị khác nhau. Thì các bạn có thể lựa chọn phòng 2 hoặc phòng 4 người với phòng ngủ riêng biệt, tạo sự riêng tư và thoải mái tối đa trong sinh hoạt và học tập cho sinh viên. Thì nào là siêu thị, nhà sách, hồ bơi, phòng tập gym hiện đại, những quán cà phê xinh đẹp và đặc biệt là rất là nhiều nhà hàng nằm trải khắp trong trường, phục vụ hàng trăm món ăn Âu Á khác nhau, bạn sẽ cảm thấy không bao giờ đói bụng. Thì nếu mà chi tiết hơn về chương trình của trường Đại học University of Central Florida, học phí cũng như chương trình học bổng mới nhất năm 2015, các bạn hãy liên hệ đại diện tuyển sinh trực tiếp tại Việt Nam, đó là công ty Tân Đại Dương tại địa chỉ 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất và hai chi nhánh còn lại là ở quận 5 và Nha Trang. Chúng tôi không có văn phòng ở Hà Nội. Chào tất cả các bạn đến với chương trình chia sẻ môi trường học Mỹ của công ty Tân Đại Dương. Và đến với chương trình hôm nay thì Tân Đại Dương mời các bạn cùng trò chuyện với em Trần Đức Hưng vừa nhận được visa du học Mỹ. Và chúng ta cùng trò chuyện với Hưng để tìm hiểu xem là lý do tại sao Hưng lại chọn Mỹ để du học nhé. Chị chào Hưng. Em chào chị. Em có thể giới thiệu đôi nét của bản thân em. Em tên là Trần Đức Hưng, năm nay em học lớp 11. Em học trường Phú Nhuận. Em thích chơi đá banh, đánh đàn. Cho chị hỏi là cái cảm nhận của Hưng khi nhận được visa du học Mỹ thì như thế nào? Cảm nhận của em rất là vui và rất là mừng khi được nhận visa du học. Rồi, cái lý do tại sao Hưng lại chọn Mỹ để du học em? Vì ở Mỹ là có nền giáo dục tốt ở trên thế giới và ở Mỹ có chương trình kép giúp em tiết kiệm thời gian và tiết kiệm tiền bạc. Mình học ở trường Bellevue College. Trường em là một trường top 3 nằm trong Washington, bang Washington. Trường có chương trình kép và trường thu hút hơn 37.000 học sinh trong và ngoài nước.
trường gần nhà người thân nên thuận tiện cho em việc đi lại. Và qua đó em sẽ học chuyên ngành quản trị kinh doanh. Vì ngành đó là một ngành quản lý, em rất thích ngành quản lý. Ba mẹ em cũng em thích em làm ngành quản lý. Vậy thì mình có cái định hướng gì cho tương lai mình chưa? Dạ thì em sẽ học bên đó và về Việt Nam quản lý cho công ty của mẹ em. Như lúc nãy Hương giới thiệu thì là gần trường thì gần nhà người thân của em. Dạ. Vậy thì không biết qua đó là mình có ở chung với người thân không Hương ha? Dạ có, qua đây em ở chung với người thân. Người thân của em là gồm ông bà với là chú. Chú em làm kỹ sư xây dựng. Dạ. Cái cảm nhận của Hương khi làm hồ sơ Tân Đại Dương thì như thế nào? Cảm nhận của em rất là vui và các anh chị rất là nhiệt tình trong quá trình giảng dạy nên em đậu visa du học. Anh Khôi rất là nhiệt tình trong quá trình giảng dạy, cung cấp các ý và sửa lại cho em với cái ý để hoàn chỉnh hơn. Và chị An tư vấn rất là tốt và rất là nắm bắt chương trình học ở bên đó. Thì trong quá trình học thì em ý em còn ít nên anh Khôi thêm ý cho em. Rồi anh Khôi rất là nhiệt tình trong cách giảng dạy và lên mạng tìm thông tin trường em một cách rõ ràng hơn. Anh Khôi dạy rất là vui tính, đã dịch vụ Tân Đại Dương rất là tốt và nhân viên thì rất là nhiệt tình. Ngoài ra mình biết được dịch vụ của Tân Đại Dương không? Dạ là do là chú em giới thiệu mà. Dạ là chú em nghe tiếng là ở đây rất là tốt hơn chú em giới thiệu. Chú em thì dạ không, chú em ở đây là nghe danh của Tân Đại Dương. Dạ. Bây giờ đã có visa trong tay rồi thì nếu như mà bạn nào sắp tới đi phỏng vấn hay là gì đó thì em có lời khuyên nào cho các bạn? Lời khuyên là các bạn hãy tự tin khi vô phỏng vấn và tới Tân Đại Dương để làm hồ sơ đi du học. Rồi trong quá trình phỏng vấn thì các bạn cần phải nhìn vào mắt người đối diện, rồi luôn mỉm cười để mà trả lời tốt cái câu hỏi, thì phải cần tập trung và lắng nghe những câu hỏi một cách kỹ lưỡng. Rồi, chị cảm ơn những chia sẻ của Hân trong buổi trò chuyện ngày hôm nay và chị thay mặt công ty Tân Đại Dương thì chúc em qua Mỹ học tập thật là tốt ha. Dạ. Và vừa rồi thì các bạn cũng đã vừa lắng nghe những chia sẻ của Hưng sau khi nhận được visa du học Mỹ. Và để tham khảo thêm các chia sẻ của các du học sinh đã nhận được visa du học thì các bạn tham khảo tại website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại.